Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Mình tên là Nhân. Như mọi người cũng vừa thấy á, ở bên ngoài á, đang là bão tuyết rất là nhiều luôn. Thì đây là lần đầu tiên á, mà có một trận bão tuyết rất là lớn như thế này ở Texas. Cái video lần trước á, thì mình đã đạt được cái goal 124 trong vòng 1 phút rồi. Nhưng mà cái lý do mà mình muốn làm lại thử á, là tại vì lần này mình muốn gõ tiếng Việt. Theo như bản thân mình á, thì tiếng Việt sẽ gõ dấu, và gõ dấu thì nó sẽ khó hơn gõ tiếng Anh. Cho nên là mình muốn thử coi là mình có đạt được 124 trong vòng 1 phút dành cho tiếng Việt hay không. Thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với mọi người warm up và test thử coi là mình có đạt được hay không nha. Let's go. Ok mọi người, mình vừa mới warm up á, thì mình gõ tiếng Việt á, mình sai khá là nhiều luôn. Thì hiện tại bây giờ mình đang có 101 từ trong vòng 1 phút. Và cái goal của mình là 120 từ trong vòng 1 phút dành cho tiếng Việt. Nếu mà có thể thì hy vọng là mình có thể làm được 125 từ trong vòng 1 phút cho cái video ngày hôm nay luôn. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Mình vừa mới làm thử thì mình đã đạt được 120 từ trong vòng 1 phút rồi. Thì mình đã mất 3 phút 15 giây để có thể gõ 120 từ trong vòng 1 phút. Như vậy có nghĩa là gõ tiếng Việt và gõ tiếng Anh cũng không khác gì nhau cho lắm. Thì để bây giờ mình ngồi mình tập thêm một tí coi là mình có đạt được cái chỉ số cao hơn hay không. A few moments later. Hồi nãy mình vừa mới vào cái trang Tapping Competition của 10 Fast Fingers. Mình đã làm một cái test thử nhưng mà mình quên bấm record cái camera của mình. Thì mình đạt được 117 từ trong vòng 1 phút và hiện tại mình đang là top 1 của cái cuộc thi đó. Và cái competition này của cái trang 10 Fast Fingers thì cứ mỗi một ngày thì nó sẽ thay đổi cái bài viết khác nhau. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể vào cái mục Tapping Competition này để có thể vừa luyện tập gõ bàn phím và vừa có thể giải trí bằng cách là thi đấu với những người khác. Thì mọi người chỉ cần tạo một cái tài khoản là có thể sử dụng được. Hello mấy bạn, hôm nay là ngày mới. Ngày hôm qua thì mình làm một cái test và mình được hạng nhất với 117 từ trong vòng 1 phút. Thì ngày hôm nay á, hiện tại là mình đang quay lại cái màn hình này luôn. Thì hôm nay á, mình thấy có một bạn, nếu mà đúng thì bạn này sinh năm 2006 thì phải. Thì bạn này gõ được tới 134 từ trong vòng 1 phút luôn. Để mình thử coi mình gõ mình có thể nào được hạng 2 không. Ok thì bây giờ bắt đầu nha. Ok mọi người ơi, hồi nãy mình đạt 134 từ như mà mình show cho các bạn hồi nãy đó. Thì hiện tại mình đang ở second place. Thì thiệt sự mà nói, bạn này chỉ cần tag có một lần thôi là bạn được 134 từ rồi. Mình cũng phải tag cỡ 2 lần mình mới đạt được 134 từ. Nếu mà thật sự là bạn này sinh năm 2006 thì thật sự mình rất là ngưỡng mộ bạn luôn. Vậy là mình đã hoàn tới cái goal cho video ngày hôm nay, đó là gõ 120 từ hoặc là 125 từ trong 1 phút dành cho gõ tiếng Việt. Và không những vậy, mình còn đạt được kỷ lục mới cho bản thân mình, đó là gõ 134 từ trong vòng 1 phút. Mình cũng khá là ngạc nhiên với điều đó luôn. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành một ít thời gian ra để xem hết cái video ngày hôm nay. Và nếu như mà mọi người yêu thích, đừng quên là để lại cho mình một dấu like, share cái video này, subscribe kênh channel của mình nếu như mà mọi người chưa subscribe. Một lần nữa, mình tên là Nhân. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo. Peace!